Vâng, xin chào các bác, cô chú, anh chị yêu cây nhé. Xin chào đón đến với cái video tiếp theo của kênh của em N2T Bonsai bác nhé. Đấy thì xin phép trình bày các bác là vừa mới mua được cái cây này hôm qua, chiều hôm qua mới chính thức về đón từ bến xe đến nhà ấy, các bác ạ. Đấy thì là một cây có thể nói là cây khai xuân, cây mình mua đầu tiên, thậm chí cả trước, trong và sau Tết thì nó là cây đầu tiên mà em mua được, mà cũng mua online thôi các bạn. Đấy, nhìn qua ảnh thôi, nhưng mà đến giờ phút này thì mình thấy là mình bắt chuẩn. Cái giá nó không quan trọng đâu các bác, quan trọng là về các bác ưng, dù các bác thấy đắt nhưng mà về và các bác thấy ưng là nó thành công rồi. Đấy là các bác có động lực nuôi rất nhiều. Mua online nó rất là nhiều cái rủi ro, nhiều cây nó cực kỳ đẹp mắt các bác, nhưng mà lấy về thì nó cực kỳ chán. Đấy thì dưới kinh nghiệm của em thì các bác nên cố gắng xem được ảnh các mặt có cái vật so sánh và bảo người ta quay hết sức chậm. Nhiều khi bảo người ta quay đi quay lại nó rất là khó, nhưng mà các bác phải xác định là nếu mà cây đẹp thì các bác chịu khó chi một chút các bác ạ. Đấy, và bảo người ta quay cẩn thận chút, còn không đẹp thì thôi, ta bỏ qua các bác nhé. Chứ còn mua rón rén thì đúng thực sự là khó các bác nhé. Đấy thì cây mà em chọn rồi thì chắc chắn là nó sẽ có những cái tiêu chí rất là ok. Mặc dù là cây, dù cây có hoàn thiện hay đẹp đến mấy thì nó vẫn có những cái lỗi, những cái điểm yếu của nó, nhưng mà cơ bản là mình chọn là rất là ok rồi, cái thời thượng bây giờ rồi. Đấy, xin phép trình bày các bác một cây xanh Nam Điền. Cây này thì rất cảm quan của bác nhìn thấy nó rất là đầm lùn ụi. Hoàn thiện đến đây là em vừa đo thước là khi mà hoàn thiện nha các bác nhé, là cao khoảng 32 đến 33 phân. Đấy, cái ngọn này đến đây là chấm hết, là dừng các bác nhé. Đấy, chốt một rất rụt rịt, là một cái nuôi một cái bóng đây. Nhìn cho nó nhìn cho nó tức cười, nó cứ khó chịu, nhìn nó yêu yêu. Đấy, cứ rụt rịt. Đây, gốc chân bệ rất ổn, chỉ cần nuôi thêm thôi. Nó gọi là hàng chăn nuôi quá, mà chăn nuôi con này là lên tiền, chứ không phải là những cái hàng lỗi hay là những cái hàng mà có bác dù có chăm đến mấy nữa thì nó cũng không có cái tương lai gì. Đây là một cây chăn nuôi và cây rất đẹp từ bây giờ rồi, kể cả bóng dáng tay cút xây dựng cái cây xanh Nam Điền thì rất nhanh thôi. Bây giờ chỉ nuôi cho nó mịn màng và người ta nhìn thấy nó già thì có mấy được các bác. Hôm qua nó vàng đấy chứ, vàng ươm đấy chứ, nhưng mà nay nó mưa, hai hôm nay nó mưa thì nó mới xì, nó mới thấm này, và tôi quậy đêm các bác. Đấy thì cơ bản nó một cây rất ok, thì các bác khỏi phải bàn. Đấy thì hôm nay trình bày của bác là đấy, vẫn còn nguyên này, nguyên so với ở bến xe về. Tôi chỉ mới gỡ cái này ra hai ngày là chưa kịp trồng, thì tí nữa tôi sẽ cho nó lên cái thùng xốp luôn các bác. Tôi sẽ kiếm một cái thùng xốp về chưa có chậu, mà với lại cái phôi thì nó là nguyên cái khuôn chậu cũ này các bác này, hai lần chậu rồi đấy. Nhưng mà hiện tại là chưa có chậu, cái thứ hai là mình cũng đang nuôi mà. Cái cho thùng xốp đã. Đấy thì cơ bản là cái cây, các bác nhìn từ trên xuống dưới xem nhé, rất là ok. Rất nhiều bác muốn giao lưu cộng, thậm chí là nhân tiền cây này, nhưng mà cứ từ từ các bác. Cứ nhiều khi cứ mình khó khăn mà các bác, nhiều khi là cũng bị sao xuyến thì lại mất cây chơi thôi. Thì cái lúc đấy thì lại dồn dập để đi mua cây mới thôi, thì nó luôn trong tình trạng không có cây, mà cái thứ hai là cũng chẳng có tiền. Nói thẳng với các bác là như vậy. Đấy, cho nên thôi giữ được cây thì cứ cố gắng mà giữ các bạn. Có ý tưởng rồi thì cứ thế mà xây lên thôi, chứ nó có mịt mù thì các bác đẩy đi thì nó cũng đáng thôi, nhưng mà đây mình có những cái đường hướng rõ ràng đó rồi. Đấy, chốt thứ nhất đây, rất ưu ý. Có một cái sẹo này nhưng mà không có vấn đề gì cả. Cái sẹo này lại là một cái rất là hay bác nhé. Chỗ này thì tôi công nhận là bác này bác cứ đục tạm tạm rồi, ok rồi. Dưới này thì cái rãnh này thì không có quan trọng lắm. Đấy, và tôi sẽ sửa lại một chút cái chỗ này, bỏ cái chỗ này đi, vét cái một miếng nhỏ ở đây. Đấy, hạ ngắn những cái khẩu này vì sau nó nhanh, rất nhanh to cái khẩu này, mập vô cùng. Nam Điền nó nhanh lắm quá, nuôi cái này là đường chính ở đây. Cái này thì cắt đến đây. Đấy là đường hướng là vẽ luôn các bác nhé.
cái này xuất luôn đến đây, không phải chờ đợi gì cả, không phải nuôi gì hết kìa. Chỗ này vét một chút đây cho nó đỡ cạch đây thôi, chứ cũng chẳng đáng ngại gì. Bỏ cái bò này đi chút cho nó mịn màng cái cổ này, cổ này giật cái tay này lên ok rồi, tay 1, tay 2, tay 3 rất ok rồi. Ngọn giật lên đây, ngọn bỏ cái này đi các bác nhé. Bác chủ cũ bác đang định để cái này là ngọn như em không, em bỏ đến đây, bỏ đến đây luôn, giật cái này lên là ngọn này, giật này là ngọn, lắc ra đây rất hay, rất rất gốc bồ ngọn chỉ luôn, chứ để cái này là sao lại thô các bác nhé. Mà lái đây nó lại mất một khoảng dây rất dài đấy các bác nhé. Thì đây ta sẽ lấy ngọn xong cây hoàn thiện là sẽ đến đây. Quá đẹp rồi, quá đẹp rồi, quá đúng đường hướng rồi. Cây này rất dễ làm. Ok, bây giờ tôi bóc ra cái đã các bác nhé, bóc ra, tôi chưa kịp bóc đâu đấy, dựng cái camera lên để bóc lên các bác nhé, xong rồi chỉ luôn. Nguyên đấy cái cốt chậu cũ, cái viền chậu cũ. Ai có thấy chưa? Cái này mềm tí nhỉ? Đấy, thấy không? Thoải mái. Xeo gì? Đấy. Vào, vào, vào. Khai kéo, chú Tùng nói mình cho tặng kéo các kích. Cảm ơn chú Tùng nha. Cố gắng cắt triệt để luôn, cứ để lại cái đầu hơi dài luôn một chút là sau nó rất là nó to, nó sẽ phi nhanh mà đây sau cái đầu rất to, mình cắt lấy triệt để luôn luôn. Nam Điền, yên tâm. Sạch sẽ, mưa nhớ sao quá. Mưa nhớ sao. Tính rồi vậy. Sạch sẽ đã, người ta nhìn là sạch sẽ.
Thank you.
Đây, báo cáo các bác. Vừa trồng xong lên thùng xốp này. Đất nó còn ướt quá. Tôi phủ cái sơ dừa lên để cho nó bén dễ mà. Đấy thì cái lúc trồng xong thì các bác cũng chẳng nhìn rõ gì đâu. Chắc cũng phải một thời gian nữa thì bệ rễ nó phun ra và đất nó ổn định thì các bác nhìn nó rõ hơn. Chân bệ rồi cốt cán nó sạch sẽ hơn. Phơi nắng trên trần này nó cũng khác. Đấy, phủ sơ dừa nó còn lem nhem này. Đấy các bác. Đấy, các bác nhìn xa thấy tổng thể như nào. Nhìn trên ảnh nó hơi khó các bác. Trên cái màn hình nó hơi khác cái mắt mình nhìn chút. Đấy, chân bệ nhé. Chân bệ thì các bác vừa nãy các bác xem rồi. Lần trước rồi, là cái chỗ lúc chưa trồng rồi. Đấy. Đấy. Lành mà, tôi chỉ sửa sửa một số vét đi, dùng cái đục để cạp để vét đi một số cái đầu cho nó hợp lý hơn chút thôi mà. Đấy. Các nhìn. Ok, về cơ bản đây. Ngọn tôi sẽ lấy từ cái điểm mà của cái tay này vắt xuống. Lấy một ngọn lên trên, thế xong. Cái này sau khâu đến đây. Nuôi cái này nó chạy ra đây thôi. Bỏ phần này đi. Có thể sẽ bỏ phần đấy đi. Đấy. Trên này thì đây rồi. Đấy các bác. Nguồn cái bông này. Cái này nó như cái đùi gãy, đùi gà đùi ếch các bác. Đấy. Đây cút nó cắt giật ngắn, nó có đùi gà đùi ếch. Cho nên là ta phải cố gắng đảm bảo những cái nhịp tiếp theo nó thật ngắn hơn nữa thì nó mới hài hòa mới đẹp. Rồi, xin cảm ơn các bác, khuya lắm rồi. Hẹn gặp lại các bác ở video mới nhé.